Xin mến chào các anh chị và các bạn ha. Mình mới vừa nhận được một tin nhắn của một người bạn này, nhờ mình đăng bán giùm cái giỏ máy. Đây là hình ảnh của bạn đó gửi qua cho mình đây. Có video test máy nữa để mình coi hình này xong đi rồi mình cho bạn xem. Đây là cái giỏ nè. Chỗ này hình như chưa có lủng, chưa có giá gì vậy. Nhân cầu với nóc mà. Cái láp này hình như là láp bằng sắt rồi. BTN82. Rồi giờ mình sẽ mở cái video lên cho mọi người xem nha. Vỏ hũ vui 8m1, lái 1m4. Đây là số điện thoại nè. Anh em nào có nhu cầu sử dụng thì cứ điện vô đó hỏi thăm ha. Này có video bán vỏ. Chưa thấy có bị giảm giá rồi không? Rồi vậy nha. Anh chị em nào có nhu cầu mua thì điện liên hệ số điện thoại của chủ máy thương lượng nha.
mình chỉ đang dùm thôi, mình không biết gì.